Dạ rồi, bọn Hàn Quốc chơi hay lắm mình. Thật sự này chơi xếp hạng tôi cũng chẳng thể thèm để ý tôi hạng gì. Từ là chơi xếp hạng để tìm nó muốn trận tử tế rồi. Tế éo bởi vì danh dự kia. Bởi thứ vào xếp hạng nó mới chịu chơi như cái trận tử tế. Đấu gì mà không bắt được con đấy à? Bắt được con đấy. Chỉ chúng ta bán luôn. Mercy down. Con lồn. Con lồn. Window ở trên đấy nhá. Bip. Bip rồi. Bip rồi. Bay lên. Bay đâu? Cầu thang đâu nhỉ? Đó đi cầu thang. Con đi Window ở đâu nhỉ? Chiếm điểm đi. Con thằng Window. Làm gì đấy, team? Cầu thang ngay chỗ này, chỗ nào nhỉ? Ủa đậu quá mẹ ơi, ôi tôi máu không ơi. Ôi máu. Tôi bắt con ấy. Tôi bắt con mà là Hanzo. Nó là mắm. Ra giúp nào. Giáo lâu thế. Lâu gì chứ đúng là không tí chứ con mơ con đến tí nó đam về tí. Con đam béo đâu. Đánh cho nó phân tâm thôi. Giáo nhỏ ra đam về tí rồi đấy. Chết này. Ôi đi. Tôi bị stun rồi, tôi loa một hút phát nó chết rồi đấy. Quả tôi bị con rô hút nó kéo trúng rồi, không rồi con chó nó chết với tôi rồi. Úi giời. Quả tôi không bị con rô hút nó kéo thì con Hanzo chết chắc. Quả tôi lao vào tôi hút vào người nó là nó chết. Ê mày này, bố láo. What the fuck Diana? Your partner, get in there. Giấu đi. Phút ra ngoài. Phút. Rally to me. Move. Lép. Ô, tìm bạn lép mẹ game rồi kìa. Bãi chứ. Em lại cho người khác vào. Ông, lép thì chỉ có chính nó vào được thôi. Danh mà chỉ có tin nó vào được thôi, không có thằng khác vào được đâu. Đấy chỉ có bọn ấy vào được thôi mà. Thì lát lại vào lại vây lờ hi hi. Việt Nam hả mày? Đâm vào Việt Nam. Hi hi con nào ấy, chơi bên kia. À, tao ở nước ngoài. Đùa đấy, em đùa đấy. Ôi, gì mà đông thế. Ngay là nhìn cái kèo ấy, không trôn. Lên cao.
Tìm đâu hết rồi. Đây 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 đây. Đi. Đổ đau quá. Đi spe đéo có tí hưu nào à. Nó mới chơi con này không ổn. Nó mới chơi con này ổn đấy nhỉ. Ai biết được, tôi cứ chơi con đấy bao nhiêu bao giờ tôi biết. Nhưng mà con này nghe là không hợp lý như này nào. Quan trọng là tôi vào tôi nếu sống được, nếu có máu. Tôi tìm máu không à? Không phải trai à? Uống dưới đi. Mẹ tặng cái chát à? Đéo hiểu. Hiểu chưa? Ơ, rơi à, quả này rơi hết mẹ dưới, đéo hiểu. Tôi mạnh của Clinton chưa? Mẹ nói con trâu vậy. Trâu. Kéo hiểu mẹ, em một thằng kéo một thằng đẩy á. Mỗi đời. Ôi ôi ôi. Đứng xa nhau ra, đừng có đi thắt người tôi nhớ không hiểu. Ôi dồi ôi. Ngồn rơi hát này có tí. Thằng vô hút nó tí, thằng đi mặt mình à. Kéo hiểu đi. Tìm nó công ty thế. Vào đi, vào đi, vào đi, vào đi. Mày giờ thì một đấm vỡ mồm. Đi kêu linh cho tôi phát nào. Ôi, slip à, đi mà. Slip mình trên không luôn ạ. Đi. Ông mẹ đứng đấy mà nó vẫn bắn đô kéo. Tôi đứng đâu tôi bị ngất. À ngất. Hãy lấy tiêu lên cho anh ơi. Đi ăn cháp rồi. Cháu hiểu bật răng đi vẫn ăn cháp được. Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Wow, đúng. Đây cơ, nhìn sức mạnh của khỉ chưa? Tí ông mạnh MVP ở đâu? Sao mình nó MVP nhỉ? Tấm như một vị thần đó mà MVP. Nhiều cháu ai tay cứu quá. Ui vãi, nó bậy kìa. Mức bậy ạ. Rồi. Ui, bắn nó đùi. 4 medal ạ, vãi chết. Ui, 4 huy chương vàng ạ. Thánh sư gì. Không phải người nữa. Chơi game mà chơi 4 huy chương vàng thì ai mà chơi được không biết. Mày qua vượt thì đã bớt vào highlight rồi. Tím. Ok, đang mở hòm. Ở nghe tiếng như. Đây map gì đây? À là map đẩy xe ạ. Map này chơi top giòn là ngon này. Mỗi tụi tôi em biết chơi top. Imagination is the essence of discovery. Đáng mở hòn rồi. Không biết mình mở ra cái thiếu gì vậy. Thế ăn nào, tôi mẹ con nào cũng mercy. Đi
khẳng Leon này chơi mấy lần cũng kinh tôi đã bay kích không ạ? Ahoy. Ahoy. Ui, bắt tên đúng không ạ? Rồi, bắt tên thôi. Clip, một con nào đó, clip tôi đéo biết. Bát này. Ui. Ui trời, nó phúc kinh quá. Ôi giời, bát thân mà chơi con tỷ. Đúng lên rồi. Đi. Chơi tìm có bát thân mà chơi khỉ là vỡ mồm ấy. Bay vào bắn cho chết không nhiều gì luôn. Đấu đồ gần gì đấy? Đây đây, nhà đây này, nhà không có ai cùng quá. Đấu đồ ngoài ra không có ai ở đây ạ. Đấu đồ bên mình. Ôi đi con mẹ. Đấu đồ gì? Ai đây, con chó lên hàng nó hút mình rồi. Đấu đi ra. Đừng hồn kinh quá. À nam bố mày ạ. Ê biết rồi. Creep. Cháu anh. Cháu đi dậu đấy. Ui. Về hát máy hay lắm, máy rồi. Cái này thì hay. Có nano nhá. Đi. Đặt quýt. Đi vào sau gì? Còn chưa có clip. Ồ. Ovisa. Khó nghe. Đi con. Chó đi từ. Đi. Para dâng cao mọi. Con đi, cái kia nó bay đi đâu mà sao nó còn dí vào người mình nhỉ? Đéo hiểu hồi sinh ông ạ. Ôi, đi con đi. Bác tin ngủ nhá, giấu rồi đó ai. Đi. Gọi được cái robot ta thì chết rồi. Đúng con này bây giờ đứng mặt mình. Oh,
lít rồi cứ bắn nó ấy nhớ. Ôi khó quá. Con bắt thần không ai động được mọi người, không ai chơi đam. Con Creeper bên mình không bay xa được. À không bắn xa được. Và càng chết luôn là bắt thần nó bắn nhanh quá. Nhưng không ai bắn bắt thần cả. Bắn mẹ đi. Không ai đụng button. Bên mình là Creeper nó không bắn được button. Creeper bắn button ngon vậy chứ đừng đeo bắn. Không bắn được nếu nó không vòng người tao mà bắn nữa. Ờ hình như IT này người Việt Nam không ạ? Tay này. Attack à? Attack còn chữa Ren thôi. Thằng Logan Z à, thì tăng toang rồi này. Con nhanh hơn được rồi. Để xuyên đi. Giấu hiểu con gì chết cái nhà luôn. Ui dồi ôi, vẫn là Bastion ạ. Bastion. Nó bắn thì thiên của mình ấy không chụp được 2 giây. Chụp 1 giây nhưng mà 2 giây. Sự tôi lao vào chết mẹ luôn thật đấy. Không lao vào được đâu, không có thủ ấy. Tuổi ơi, tuổi ơi, tuổi ơi. Tao bớt mẹ kìa. Làm gì đi lao vào. Defect thì không có vấn đề. Và là cho tôi tele, tôi bay vào xong rồi tôi. Và giờ con kia hết đạn đấy. Lên. Ừ, con kia 3-4 thằng, 5-6 thằng nó đuổi một mình tôi ở trong này rồi mà không ai. Giống như bắt tình nó vẫn bắn được. Trong mà 4 thằng team nó đuổi một mình tôi à. Chạy vòng 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 mà team không ai lên được. Đó ai đánh bắt tình luôn rồi. Chạy game đi anh rồi. Đấy bắt đầu team lên rồi đấy. Ui. Lại được tu đi. Chết mẹ lượt à. Đau quá. Tu được rồi. Đấy. Nếu độ mạnh là thì luôn được bút nano phải làm ngôi. Bút nano tôi nhảy nó quẩy đẩy hết nó ra. Tôi đấm chết con ấy ở trong kia tôi nhảy xuống quẩy. Nhà đâu? Nhà đang ra. Tôi có ulti nhé.
Trận này phải đánh hiệp phụ rồi. Đi, mẹo hiếp vào sau. Bên khác mình nó lên nó quẩy mình à. Thôi thế vậy. Đi, mẹ con bắt tên bắn kinh quá, đấu nào còn được. Đáng nhắm mỡ đào đấu bắn được thì cũng mất. Ôi dồi ôi. Nếu mà con Giaga cao gì làm gì luôn ấy. Cái lúc luôn. Mẹ cái súng của con đồn này nó bắn một người khỉ đau vãi đái. Ui mẹ bắn giáp vãi gì đi lại còn trên này nữa nó đi tức nào đi lại còn hipper này sau rồi. Ôi đỡ chơi động đi có mẹ bên han này nó cứ nhìn thấy tôi rồi ao mà cứ kiểu rồi ông đổ dài đi ông ạ khó biết mấy cái mẹ rồi. Đổi bài gì bây giờ? Đổi bài vị thần nhá. Vị thần sức mạnh mà. Đồ tí chết hết nhá. Chả có ích, bây giờ một mình tôi làm gì bây giờ? Bây giờ muốn tôi chơi cái gì? Hả? Con này nó chỉ là con tướng phải quấy rối cho lao lên, tôi quấy rối hết rồi. Tôi lao lên là banh nó phải đẩy chạy ra lùa tôi. Tí nó phải chạy ra lùa. Ui lại biết. Tôi đã hết cái nhiệm vụ của tôi rồi, nó không thể. Nhìn hiếu linh okay. Hiếu linh đâu mẹ thật sự ấy còn 13 máu ạ đi ai chết đi kéo đi à hai đứa khó. Miracle of science. Kéo. Ơ con kia ulti mộ vừa vào vậy. Quẩy bốn thằng trong mây rồi này. Kia quẩy người hát cả team mà có ở trong mây này. Quẩy vẫn cứ này thì tôi giết 3 4 thằng. Con này nó không phải là con giết người, nó là con quấy rối. Tôi kéo được 3 4 thằng vào trong đấy rồi team mình ra mây chứ. Đéo giết được ai, đéo hiểu. Ồ, đẩy được ngon rồi. Còn nó sợ ưu tiên tôi, ha ha. Đấy, ngon. Ờ, thường có 15 giây à? Chưa được 15 giây. Đó, đi fan đây này. Đấy, đi fan đây. Đi fan con nào để bọn béo lên đấy. Kiểu như là top John hay là còn là gì? Còn nhá. Còn đưa cho Simicha rồi thì hay ấy à? Không sao, ấy hết. Kéo rồi lắm đi pet. Thôi. Đi pet thôi, tôi bảo tôi con đưa cho Simicha rồi kìa. Tôi tưởng có mỗi hai mấy con một con Simicha. Thế là tôi chơi gì? Đánh. Con nào siêu ấy, hiểu Ven Han ấy. Ven Han tù lắm, lúc ấy nó mắc tù rồi. Thấy team bạn chơi ngon với đái rồi ông gà. Team bạn còn thua team mình kìa. Ủa kìa, do tôi chơi hay. Chơi thì mày đâu bài phong thủ ấy mắc tôi kéo luôn. Nhất là team nó còn chơi bắt chừng. Team này phải có tốc độ bắt xe. Hay khiên à, hay khiên. Quá mẹ ơi. Ê, rip.
Giờ sắp chết rồi kìa. Chỗ sắp chết rồi thì tôi có mới múa, tôi sắp biến đây mà. Tôi không phải là con. Tôi đứng đỡ ba bốn thằng ở đây cho team bên này. Giết healing. Hết tiền. Vãi cả đái, nó hụt, nó tăng mình trên đường hút luôn ạ. À, ui, nó chơi con giòn đấy. Nó ngủ mình trên đường hút luôn. Dương hả? Rồi, thắp bữa kia con rồi. Ai kia? Cái này vỡ. Đâu. Ông tin thì vậy. Rồi chết rồi, chết bắt rồi. Quá bố đời. Bắt hai công ty đi. Này thì hút này. Chạy đâu? Còn cố lên. Phải sleep ạ. À. Không lùn nana. Phải đại quá. Kìa khỉ. Này đi, ôi đi. Chết rồi. Mày lao lên đi, lao lên. Lao lên cái gì, không bắt được con đồng chí thằng nó bắn đi kìa. Mày hết đạn, mày chết đi. Ngon. Ngon. Ôi nhưng mà tôi chết rồi. À khoan, thắng rồi. Ngon. Mày quả đúng rất là Russian nét đạn, rất là rock luôn. Đã bỏ chơi bài này mắc ngon quá. Tao chơi gì đây? Chơi lắm. Ông chơi Ren hát đây, tôi chơi khỉ. Nhưng mà team meta này nó phải là không hợp lý lắm này. Meta thì không. Tuy nó chơi hay nhưng mà nó phải hợp lý. Đó là mạnh nhảy, tưng tưng tưng. Ê con này nhìn như Green Lantern ấy. Green Lantern à đâu? Giờ đứng ở chỗ màu xanh nó nhìn Green Lantern. Thì mình có Lucio cũng cả đấy này, có thể khả năng vào rất là mạnh. Nếu mà hàng của team. Team nó có Red Hand nhá. Để thử. Có một con ở nhà bên cạnh nhá. Xem nhà nào. Nhà bên tay phải ấy, có con ở trên đấy. Hay hay. Ui. Úi dồi ôi, team nó kêu kiểu không có cùng toan không ấy. Không lắm. Nó là chơi team giống như mình lúc nãy không ạ? Ôi đi, con mẹ. Tên lít mẹ cay đéo gì hả? Không được, từ qua. Tức kèm mày đi, team nó chơi kiểu phòng thủ cực đoan thôi. Chơi kiểu... chơi kiểu trên hát mới cậy. Phải chơi diva đúng không? Phải chơi diva đi. Ông chơi diva đi. Tao gọi để tôi chơi. Đi chạm mẹ đường, đéo gì hiểu. Ôi thôi thôi. Không một. Đi, đéo nào mà được luôn. Sợ diva không chịu nổi ấy. Con này phải là... diva đứng với tôi chơi diva là khắc chế được con ấy mà. Đó. Đéo phá ra đi ba đéo. Đi ba phá ra chế đi ba không vào được. Rồi bắn đi ba dụng chim. Ôi 1 tỷ những cái thứ để phòng thủ ạ. Vào con kia hết đạn là tôi vào. Đi đéo tới luôn ạ. Sắp chết Batson rồi, chết Batson rồi. Chết đéo đâu. Ôi, nó hồi máu ạ. Chết đéo đâu.
Bastion nó đang ấy thì mình không bắn được luôn ạ. Máy lên ạ. Tôi bắn quả đấy mà bắt sự kéo chết ạ. Game lỗi cái gì? Đấy rồi, lên, à, lên, dựng khiên rồi, dựng khiên rồi. Dựng nữ khiên rồi, lên được đấy. Đó ai lên. Just it, đây. Ui ôi, kia. Ui, kia. Bất tử con lồn kia. Bất tử con... Ui vãi chết, bất tử con kìa, chiến thôi kìa. Trời ơi, mẹ tôi bốn mạng không ạ? Quả đấy nhưng mà toàn đấy là không đầu vào nhà tôi giết một bastion thôi. Quả tôi baby đi ra bốn mạng không ạ? Tôi gần như tôi câu hết tất cả các loại thứ của nó rồi. Đó phải một quả mình quay và mình bắn con bastion xong rồi mình công ty. Quái tôi nhảy khỏi robot thì tôi bắn. Thôi, mình nghỉ đi. Dạ. Dạ, 4 rưỡi. Chờ tôi đứng. Sợ hãi. Kéo hiểu không một team nào, không một thằng nào bên mình lên mạng. Kéo đỡ.